chào các bác. Phúc video đây. Có nhiều anh chị luôn luôn hỏi là ông Phúc rất là ít lên hình. Vậy thì hôm nay em lên hình cho các bác. Và bán cái xe này với giá 100 thôi. 100 thôi các bác nhé. Yeah, tuyệt vời rồi. Đời 2022 với giá 100. Các bác có tin được không? Vậy thì các bác hãy tham quan một chút đi ạ. Vâng, tham quan đi. Đấy. Chúng ta quay nhanh quay qua thôi thì cái xe này thì có chả có gì để xem cả. Đấy. Bộ la răng này rất đẹp luôn. Đấy, bộ la răng rất đẹp luôn. Lốp theo xe khả san. Đấy các bác nhé. Và đi vào trong này xem là cái xe 100 mà nó xịn sò thế nào. Đấy, có 100 thôi. Hãy quay qua bên trong xem. 100 thôi. Cái này là đèn viền 64 màu này. Cái loa bomaster này. Xe đi được bao nhiêu nhỉ? Hơn nghìn. Mới được hơn nghìn thôi đúng không? 13 loa bomaster. Cam 360. Vậy thì cái vị trí sau có sang chảnh không? Đèn viền 64 màu nhá. Toàn bộ đây là ốp gỗ ốc chó toàn bộ này. Đấy. Gỗ ốc chó nhá. Đấy. Đèn viền này chỉnh được này. Vì cái đèn viền này 64 màu này. Đây là toàn bộ da xịn hết. Đấy. Đấy. 13 loa bomaster. Ta ngồi bên trong có rộng rãi không? Rất rộng. Vậy thì chúng ta làm như thế nào để vận hành xe đúng cách? Vậy thì chúng ta làm như thế nào để hiểu được tại sao xe chúng ta ổn? Vậy thì đi như nào là để tiết kiệm nhiên liệu? Đấy, giữ xe và chăm sóc xe ra sao? Đó. Thì hôm nay tôi cũng chia sẻ với anh chị một cái bài để làm sao chúng ta vận hành bước lên bước xuống. Đó, mở cửa xe cho nó đúng cách các anh chị nhé. Đó. Vậy thì phải nói là tuyệt vời, có 100 ngàn thôi, rất tuyệt vời, các bạn ngắm qua đi. Sau đó chúng ta sẽ đi vào phần mà tôi hướng dẫn một cái số để các anh chị thấy rằng chúng ta phải vận hành xe như nào là đúng cách và những cái gì nó gây tổn hại xe cho chúng ta. Vậy thì các bạn cứ ngắm quanh một vòng đi. Sau đó chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết luôn. Vâng, phần chi tiết luôn các bạn nhé. Đó. Vâng, tuyệt vời, đúng không ạ? Vậy thì làm như thế là chúng ta hãy tìm thủ phạm gây ra tiếng ồn, tìm thủ phạm gây ra làm hỏng lốp, tìm thủ phạm để chiếc xe chúng ta hư hỏng và rất nhiều cái vấn đề. Đây là phần 1, xin mời các anh chị và cảm ơn các bác rất nhiều, và hãy tiếp tục theo dõi đi ạ. Chào tất cả anh chị đã trở lại với Xem Đam Mê, có địa chỉ tại số 3 đường Định, thành phố Hải Dương. Ngày hôm nay Phúc Video sẽ hướng dẫn cho anh chị một cái số cơ bản về xe và tìm ra thủ phạm gây tiếng ồn mà anh chị thắc mắc rằng xe của tôi đang đi đấy, nó rất êm nhưng tại sao bây giờ nó rất là ồn. Thì xin mời các anh chị tìm thủ phạm. Vâng, xin mời các anh chị vào đây. Chúng ta sẽ tìm cái thủ phạm tại sao mà nó gây tiếng ồn và gây hỏng lốp. Thì các anh chị có thể thấy bây giờ đi trên đường Việt Nam thì đất đá rất là nhiều. Nó sẽ để lại những cái đất đá nó gài vào lốp thì cái xe nó sẽ tạo ra tiếng ồn. Và các anh chị cứ cố đi thì nó sẽ gây hỏng lốp là cái thứ nhất, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta thường xuyên loại bỏ những cái đất đá mà bám trên xe đây. Để có thể gãy đấy, để giải quyết nó không bị ồn. Cái thứ ba là khi các anh chị có thể đỗ xe phương thẳng đứng thì các anh chị có thể thấy là nếu chúng ta đỗ xe như này thì rất là sai cách, đúng không ạ? Khi chúng ta đỗ xe thẳng mà chúng ta đánh lái hết về bên này thì một chiếc xe khác người ta đi thì người ta không kiểm soát được tầm nhìn ở đẳng cấp, mà người ta chỉ nhìn cơ bản cái xe của chúng ta thôi. Đấy, người ta đi một đường chật, người ta bám sát thì cái gì sẽ xảy ra, người ta sẽ hút vào cái bánh này, đúng không ạ? Người ta sẽ hút vào cái bánh này của chúng ta. Vậy thì đỗ như nào đúng cách? Khi đỗ thì các bác phải đánh lái để lốp giữ thẳng, đúng không ạ? Và cái thứ ba là cách lên xuống xe mà gây ra tổn hại chảy sức xe thì các anh chị, nhiều anh chị đây, anh chị vào đây và tôi sẽ hướng dẫn anh chị. Nhiều anh chị lên xuống xe cũng sai cách, ví dụ chúng ta mở cửa, vâng, chúng ta hãy mở nhẹ nhàng. Nhiều anh chị thì đi vào xe thì đi theo phương hướng như thế này, bước thế này, xong đó vào xe như thế này, xong đó mới vào và xoay sở, nó rất là khó, kéo chân như thế này là sai cách, đúng không ạ? Là sai cách. Đấy. Thì chúng ta đi vào xe như thế nào là đúng cách? Đấy. Chúng ta có thể bước chân như thế này, đúng không ạ? Tư thế chéo chân như thế này và chúng ta đưa cái chân này vào trước, đó, vào đúng cái vị trí. Sau đó chúng ta sẽ đưa cái chân này nhẹ nhàng lên trên và chúng ta ngồi vào vị trí như thế này là đúng cách. Đấy. Cái thứ ba khi chúng ta xuống xe
thì nhiều anh chị mở cửa rất là hẹp và cái gì ạ, đi xuống thì đá giày dép vào đây, đá giày dép vào đây nó sẽ gây chảy xước hết vào cánh cửa đấy. Vậy thì xuống xe chúng ta hãy quan sát người đằng sau, khi không có người chúng ta hãy mở cửa rộng và lách chân đấy, bước xuống như thế này là đúng cách, thì nó đá nó không bị chảy xước vào đây, đúng không ạ? Phải giữ xe chúng ta luôn luôn đẹp đấy. Và đóng cửa thì các chị nhiều người đóng cửa cứ như là phá xe như này, chúng ta đóng cửa chỉ nhẹ nhàng thế này thôi, vâng như thế. Và cách mở cốp điện đấy, rất nhiều anh chị đã hư hại cốp điện, lý do làm sao? Thì cốp điện khi chúng ta mở thì chúng ta có thể dùng bàn tay hoặc chân có đá cốp thì chúng ta mở mở lên đúng không ạ? Đó, nhưng nhiều anh chị khi hạ xuống thì cầm mày kéo đấy, như thế này là sai cách. Nếu chúng ta dùng như thế thì thường nó sẽ gây hỏng cái hệ thống điện của cốp và tinh của cốp, thì chúng ta hãy dùng bằng nút điện đó, đó là đúng cách đấy. Thì chiếc cốp chúng ta nó sẽ không bị hư hỏng các chị nhé. Cái thứ ba là nguyên lý nhiều anh chị đã bị hư hỏng cái xe và gây thiệt hại rất là nhiều, nhất là các anh chị chuẩn bị đi công tác xa hoặc đi những tuyến đường dài mà để xe ở nhà thì các anh chị thường xuyên là vệ sinh và sửa chăm sóc cho chiếc xe yêu của chúng ta đấy, để nó sạch sẽ. Nhưng khi các anh chị, nhiều anh chị đã gây hư hại chiếc xe là chúng ta rửa rất cẩn thận, chúng ta rửa cả khoang máy đúng không ạ, sau đó chúng ta đánh luôn vào trong nhà và để đó, và tất cả nước đấy, còn bám trên xe thì nó sẽ gây ra phá han, gây hại chiếc xe chúng ta. Vậy thì trước khi chúng ta muốn đi công tác xa và rửa một cái xe thì chúng ta phải lau chùi vệ sinh sạch sẽ, và sau đó chúng ta vận hành một đoạn đường khoảng từ 2-3 km để cho xe nó khô hoàn toàn, và chúng ta hãy cất vào trong nhà thì chiếc xe chúng ta luôn luôn sẽ được bảo vệ an toàn. Và các chị thấy hay thì nhớ follow và thả tim cho xe và đam mê các anh chị nhé. Và xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và phần 2 tôi sẽ giới thiệu các anh chị cách vận hành xe như thế nào, thế nào là bền bỉ, làm như thế nào cho nó tiết kiệm nhiên liệu. Và nhiều anh chị đang đi rất tốn nhiên liệu, và cảm ơn các bạn rất là nhiều.